Chào tụi con, chúng ta đã kết thúc được phần trồng trọt. Hôm nay chúng ta tiếp tục qua phần chăn nuôi. Phần chương 1 chúng ta sẽ tìm hiểu đó là đại cương về kỹ thuật chăn nuôi. Qua phần này sẽ cho tụi con những kiến thức cơ bản đó là về giống vật nuôi, rồi thức ăn vật nuôi, bảo vệ vật nuôi. Tiếp theo đó là một số biện pháp kỹ thuật cơ bản về kỹ năng đơn giản về chăn nuôi. Và bài đầu tiên đó là vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi. Bài này sẽ cho chúng ta hiểu được đó là vai trò của chăn nuôi và nhiệm vụ của ngành chăn nuôi của nước ta là như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ bước vô phần đầu tiên, đó là vai trò của chăn nuôi. Tụi con quan sát trên hình. Đây là những vật nuôi có quan hệ gần gũi với con người chúng ta đây. Con vịt nè, con gà nè, con trâu nè, con bò nè. Đó. Thì những vật nuôi này cho con người chúng ta những sản phẩm, đó là thịt gà, thịt heo, trứng, sữa. Bạn thấy không? Thì từ những hình ảnh này cho chúng ta biết đó là vai trò đầu tiên của chăn nuôi là gì? Đó là cung cấp thực phẩm cho con người. Rồi chúng ta quan sát hình tiếp theo. Hình ảnh chúng ta thấy rất gần gũi với người nông dân, đó là trâu kéo cày, bò kéo xe, ngựa kéo xe, voi kéo gỗ. Những vật nuôi này giúp cho người nông dân bớt đi cái mệt nhọc, nó đã giúp cho con người nó gánh đi cái sự nặng nề của công việc, giúp cho con người thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn. Và cái trò này đó là gì nào? Đó là cung cấp sức kéo. Rồi tiếp, tụi con thấy hiện nay là thời đại công nghiệp hóa, vậy nước ta có cần sức kéo từ vật nuôi không? Rất cần, rất cần tụi con. Tại sao? Những nơi cái vùng ruộng mà diện tích nhỏ hẹp, con thấy đây này, đó thì chúng ta lại cần sự kéo cày của trâu hoặc là bò, đó con thấy ha. Hoặc là những cái hộ mà quy mô nhỏ, nếu người ta đầu tư máy móc thì rất là mắc tiền, nên người ta sử dụng sức kéo từ trâu bò thì sẽ rẻ hơn. Rồi chúng ta thấy đây là phân bón này, đó thì học kỳ 1 ở phần trồng trọt chúng ta thấy rằng đó là gì nào? Trồng trọt cung cấp thức ăn cho chăn nuôi, thì chăn nuôi cung cấp ngược lại phân bón cho trồng trọt. Thấy đó, thấy chưa? Đó, chúng ta thấy được cái vai trò đó là gì? Cung cấp phân bón cho ngành nông nghiệp. Rồi chúng ta nhìn hình đây, cái vai trò tiếp theo chúng ta thấy là cái gì thế nào? Cái gì nịt? Rồi cái nịt này là bằng da này, thường thường là bằng da bò, có như là da cá sấu hoặc là da rắn, chúng ta thấy. Rồi đây là cái trống, cái trống thường là dùng trong lễ hội này, hoặc là giống trường mình đấy, hai mặt trống này thì được làm bằng gì nào? Đó là da trâu. Còn đây là cái tù và, cái tù và này là của người miền núi này, khi mà họ sử dụng để tập trung những người dân lại, hoặc là sử dụng trong lễ hội thì người ta sử dụng cái tù và. Tù và này là được làm bằng trường châu. Rồi đây là cái giỏ sắt, rồi cái dép vân vân. Thì đa số là những cái này được làm bằng từ đâu nè? Từ lông này, sừng này, móng này của vật nuôi. Rồi ngoài ra vật nuôi có vai, cái chăn nuôi đấy có vai trò trong y tế nữa. Ta thấy trước khi chúng ta thường thử nghiệm vaccine á, thường đầu tiên là ta sử dụng những con chuột bạch để người ta thí nghiệm vaccine, rồi sau đó mới thử nghiệm đến con người, và khi thành công thì chúng ta mới chính thức sử dụng cho con người. Chúng ta thấy thì vai trò đó là cung cấp nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác, thấy không? Rồi chúng ta điểm lại các vai trò của chăn nuôi, đó là cung cấp thực phẩm, cung cấp sức kéo, cung cấp phân bón cho ngành nông nghiệp,
và cung cấp nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác. Rồi chúng ta quan sát hình. Ngoài ra chúng ta thấy nè là chăn nuôi nó còn có một cái vai trò rất là hay, đó là gì nào? Đó là giải trí đó tụi con. Đó, vui chơi giải trí, các buổi lễ hội này, đua này là đua bò này, thấy chưa? Chọi trâu này, đua ngựa này, vân vân. Rồi chúng ta vừa biết đó là vai trò của chăn nuôi. Thì từ những vai trò đó thì phải có rút ra những cái nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta. Thì nhiệm vụ của ngành chăn nuôi nước ta như sau: thứ nhất đó là phát triển chăn nuôi toàn diện, đa dạng về loại vật nuôi, đa dạng về quy mô chăn nuôi, nhà nước, nông hộ, trang trại, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất giống thức ăn chăn nuôi thú y, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lý cơ sở vật chất, năng lực cán bộ. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu, chúng ta thấy đây đó là phát triển chăn nuôi toàn diện, đa dạng về loại vật nuôi, gà, bò, lợn, trâu, đa dạng để chi nào, để mà phù hợp với địa lý này, về khí hậu này và điều kiện con người vùng miền nữa. Rồi đa dạng về quy mô chăn nuôi, tôi còn thấy rồi quy mô chăn nuôi nhà nước nè, đó, quy mô chăn nuôi trang trại này và quy mô chăn nuôi của những hộ nhỏ, hộ gia đình này, tôi còn thấy rằng từ lớn tới nhỏ. Rồi tôi còn thấy ở địa phương á của chúng ta cái hình thức chăn nuôi nào thì đa số đó là gì, chúng ta chăn nuôi gia đình và nếu mà lớn hơn nữa đó là chăn nuôi trang trại. Rồi chúng ta quan sát đây, ta coi cái nhiệm vụ đó là gì, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và sản xuất. Đó. Thì có một câu hỏi đặt ra là thế nào là đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và sản xuất. Ta quan sát hình ha, đây là con heo Landrat này, gà Lơ Go này, vịt siêu thịt này, bò Thái Lan này. Thế là gì đây, những con này là không phải những con nội địa mà những con này là được nhập từ nước ngoài đó. Bởi vậy chúng ta nói là nhập những giống tốt, thấy chưa, và chúng ta lai giống để phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, rồi địa lý ở Việt Nam, đúng không? Duy trì cải tạo giống nội có năng suất cao phù hợp với điều kiện ở nước ta. Rồi tiếp theo nữa chúng ta thấy chế biến thức ăn hỗn hợp này để mà những người chăn nuôi tiện sử dụng mà có hiệu quả kinh tế cao. Rồi chúng ta thấy tiêm phòng, chăm sóc, nuôi dưỡng, chữa bệnh đúng kỹ thuật, vệ sinh môi trường tốt. Thì tụi con thấy bây giờ chúng ta đang bị dịch Covid-19 tạo nên cái thiệt hại về vật chất cũng như về nhân mạng của con người. Thì ngay cả vật nuôi chúng ta thấy nó cũng vậy, nếu mà bị dịch thì cũng ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống kinh tế của con người, để vật nuôi sẽ chết rất là nhiều. Và chúng ta coi lại thì nhiệm vụ của nước ta thì những cái nhiệm vụ này mục đích của nó là để tăng nhanh về khối lượng và chất lượng sản phẩm chăn nuôi, sẽ là sạch nhiều nạc cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Ta thấy nước ta có 3 nhiệm vụ như sau, tụi con lưu ý ha. Thứ nhất đó là phát triển chăn nuôi toàn diện, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và sản xuất, rồi tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lý. Chúng ta cùng nhau ôn tập. Đó là vai trò nhiệm vụ phát triển chăn nuôi là cái gì nào? Vai trò là cung cấp thực phẩm, cung cấp sức kéo, cung cấp phân bón, cung cấp nguyên liệu cho các ngành sản xuất. Về nhiệm vụ thứ nhất là phát triển chăn nuôi toàn diện, đó là đa dạng về loại vật nuôi, đa dạng về quy mô chăn nuôi, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lý. Bài chúng ta đã hết rồi, tụi con nhớ là hãy làm bài tập ở trên mạng nha. Chào tụi con.